sức mình. Bao gian nan thử thách bệnh viện phấn đấu vươn lên, đội ngũ lương y hành trình vì người bệnh, trừ hài lòng người bệnh là mệnh lệnh con tim. Bệnh viện Thành phố Vinh với nơi hội tụ nghĩa tình, bệnh viện Thành phố Vinh niềm tin của muôn bệnh viện ta qua Thành phố Vinh đang vững bước đi lên trên hành trình đổi mới. Cán bộ nhân viên khắc chữ đồng tâm quyết vươn mình thay đổi hướng tới sự hài lòng của người bệnh hôm mơ. Nghệ được nâng cao, ý đức sáng ngời, phục vụ bệnh nhân bằng tấm tay đức độ, ân cần như người thân lắng nghe và chia sẻ, như người mẹ hiền đẹp chữ lương y. Tinh thần phục vụ thái độ cán bộ nhân viên là mỏng nên niềm tin bệnh. Bệnh viện chúng tôi không ngừng hoàn thiện, đổi mới toàn diện phát triển vững bền, cơ chế tự chủ thay đổi tư duy, công nghệ mới đồng bộ được phát huy, cơ sở hạ tầng khang trang xanh sạch đẹp, chuyên nghiệp hóa quy trình khám chữa bệnh. Bệnh viện Thành phố niềm tin được đắp mơ bồi, nơi trách nhiệm tình thương phục vụ bệnh nhân đã trở thành tâm huyết. Sau lần áo trắng tinh nguyên là trái tim người thấy thua, đau với nỗi đau đập trúng nhịp đập với bệnh nhân. Tự hào được sống trên thành phố đỏ anh hùng, bệnh viện Thành Vinh đang từng ngày thay đổi, vì sức khỏe muôn dân, vì tương lai xã hội. Bệnh viện Thành Vinh nơi ấy niềm tin. Kính thưa quý vị, với sự nỗ lực không mệt mỏi của cán bộ, nhân viên, Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh đã trở thành cơ sở khám chữa bệnh công lập duy nhất tại Nghệ An, được Bộ Y tế tặng bằng khen về việc đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, đạt tỷ lệ hài lòng người bệnh đứng thứ 3 trong cả nước. Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh hôm nay đã thực sự đổi mới trong lòng người bệnh. Nơi đây tình thương và trách nhiệm, chữa bệnh cứu người dâng tròn trái tim ta. Xuân sang kết những mùa, cùng nhau hát tròn bài ca.